Xin kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con theo dõi bản tin thời tiết nông vụ ngày 20 tháng 11 trên đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa bà con, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 phải thực hiện lệnh cách ly xã hội nên người dân không được phép ra đồng. Vì vậy mà toàn bộ diện tích hoa tại xã Mê Linh của huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội đã không được chăm sóc, khiến cho sâu bệnh phát triển mạnh. Chủ yếu là bệnh nấm, bọ trĩ và rệp sáp làm cho nhiều diện tích hoa bị khô thân, chậm phát triển. Một số bị nhiễm bệnh nặng dần cho tới chết cây. Ngoài ra thì kết hợp với một số đợt mưa lớn kéo dài trong nửa cuối tháng 10 năm 2020 khiến cho một số diện tích hoa bị thối rễ chậm phát triển. Ngay sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và hiện nay thì thời tiết đang rất thuận lợi để hoa phát triển, bà con trồng hoa đang khẩn trương chăm bón, phun thuốc thường xuyên để khôi phục lại những trà hoa kém phát triển và đồng thời thì gieo trồng những trà hoa mới như là cúc, ly để kịp thu hoạch đúng dịp Tết Nguyên đán. Thời gian gần đây, để khắc phục vấn đề về diện tích trồng hoa hạn hẹp cũng như đón đầu thị hiếu của người chơi hoa, nhiều bà con đã mạnh dạn đầu tư chuyển sang hình thức trồng hoa trong chậu và bầu đất, bước đầu cho kết quả rất khả quan. Theo đánh giá của các nhà vườn trồng hoa tại Mê Linh thì việc trồng hoa và bầu đất giúp cho cây phát triển ổn định hơn vì đất thường xuyên được thay mới, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho hoa, đồng thời cũng thuận lợi cho việc di chuyển cũng như che chắn nếu như gặp thời tiết không thuận lợi. Một yếu tố nữa để bà con chọn hướng đi trồng hoa và bầu đất là dễ dàng trồng các loại hoa theo thị hiếu của người chơi. Về tình hình thời tiết ở Hà Nội nói riêng và Bắc Bộ nói chung, do nằm trong khối không khí lạnh suy yếu và lệch đông, kết hợp với đới gió đông nam giàu ẩm từ biển thổi vào, nên về đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi kèm theo sương mù nhẹ rải rác. Thời điểm này trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng từ 20 cho đến 23 độ tại Trung Du và Đồng Bằng và trong khoảng 19 cho đến 22 độ ở vùng núi. Còn ngày mai trời tạnh ráo có nắng và mức nhiệt độ trưa chiều ở khoảng 26 đến 29 độ. Riêng một số nơi thuộc khu vực Tây Bắc nhiệt độ cao hơn từ 30 đến 32 độ. Nhìn chung thời tiết rất thuận lợi cho các hoạt động lưu thông và đi lại của người dân. Vừa qua ở khu vực Trung Bộ đã có thời kỳ gián đoạn giảm mưa, thời tiết tốt kéo dài khoảng 4-5 ngày sau tác động của cơn bão số 13. Dự báo ngày mai tiếp tục là một ngày có thời tiết thuận lợi, sáng nhiều mây, trưa chiều trời có nắng nhưng cường độ không quá mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong khoảng từ 28 cho đến 30 độ ở Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế và từ 28 cho đến 31 độ ở Đà Nẵng trở vào cho tới Bình Thuận. Theo cảnh báo của các chuyên gia khí tượng, khu vực Trung Bộ có khả năng chuyển mưa trở lại từ khoảng ngày 23 khi ở phía Bắc có một đợt gió mùa Đông Bắc tác động dần đến khu vực này và mưa tập trung chính ở các tỉnh thuộc Bắc và Trung Trung Bộ. Ở phía Nam đất nước, thời tiết ở khu vực Tây Nguyên không thay đổi nhiều, vẫn là ngày nắng, nhiệt độ cao nhất duy trì trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Lưu ý là về chiều tối và đêm, chỉ khu vực Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, còn lại các khu vực khác phổ biến có mưa ở một vài nơi. Còn tại Nam Bộ, từ trưa chiều mai, nhiều khả năng trời chuyển mưa rào và dông nhiều nơi do ảnh hưởng của những nhiễu động phía đông di chuyển vào. Nền nhiệt cũng sẽ giảm nhẹ so với 24 giờ trước đó, phổ biến ở khoảng 30 đến 32 độ. Và tiếp theo, mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết trong đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày nắng, đêm và sáng trời lạnh với mức nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 29 độ, có nơi trên 30 độ, độ ẩm trung bình từ 80 cho đến 85%. Đối với khu vực phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng sớm trời se lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ, vùng núi có nơi thấp hơn, cao nhất dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ, độ ẩm trung bình 86 đến 90%. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho tới Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, phía Bắc sáng sớm có nơi có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là 28 cho đến 30 độ, độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho tới Bình Thuận có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực này từ 22 đến 25 độ, cao nhất từ 28 đến 31 độ, ở phía Nam có nơi cao hơn, độ ẩm trung bình từ 83 đến 88%. Tây Nguyên phổ biến ít mưa, ngày nắng, gió nhẹ, riêng tại Lâm Đồng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, đề phòng có lốc sét trong cơn dông, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, có nơi thấp hơn, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, độ ẩm trung bình từ 82 đến 87%. Các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, sáng có mưa vài nơi, trưa chiều và đêm có mưa rào và dông. Trong cơn dông, đề phòng có lốc xoáy, gió mạnh. Lưu ý có nơi mưa vừa, mưa to, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 30 đến 32 độ và độ ẩm trung bình từ 85 đến 90%. Bản tin thời tiết nông vụ xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cùng bà con trong các bản tin tiếp theo.